Nè, nói nghe nè, tiếp tục kể chuyện ma cho nghe nè. Đây là cái bức thơ mà Dịch Thảo nhận được vào ngày 8 tháng 5, năm 2020. Được gửi từ Korea, tức là Đại Hàn, mà sau này thì người Việt Nam chúng ta thường hay gọi là Hàn Quốc. Nội dung bức thư như sau. bức thư cũng hơi khó đọc, cái người gửi thì đề tên bằng tiếng hàn, cho nên mình không biết là ai. chú ơi, nếu chú có đọc thì chú đọc cái ghi âm con gửi, sao chú đọc trước nhé? vì cái đó là phần mở đầu ạ. À. Con nói thiệt, đây là lần đầu tiên con gửi tin kiểu này. Con mò dữ lắm, lâu lắm. Không có ai ở đây để hỏi. Con thấy chị bạn kể nhiệt tình quá, mà chị không biết gửi bằng cách nào, nên con nói để con xem. Nói thiệt con mò cái này là gần 12 giờ đêm ở bên Korea. Mà con không biết là có tâm linh gì không chứ con gửi ba lần rồi không được con bấm đúng hai đường ghi âm khác nhau nghĩa là phần một và phần hai vậy mà không hiểu sao nó lại vào hai cái hết nhưng con kiểm tra lại thì hai đường toàn là phần hai thôi ba lần như vậy đó chú cuối cùng con nói là chị ơi nếu chị linh thì chị cho em gửi cái câu chuyện của chị cho chú Thảo kể lại mọi người nghe và họ biết về tâm linh nhé. Cho tới lần thứ tư thì con mới gửi được đó ạ. À. Mong là chú nhận được. Chú cho con hay nhé. Thành chú, con chào chú. Cái nội dung lá thơ viết chỉ bấy nhiêu thôi. Như vậy thì cái người viết lá thư này không phải là cái người kể chuyện mà là người bạn của một người kia, cái người kể chuyện kia, thấy cái chị đó nhiệt tình quá chê này giúp dùm, tại vì không ai biết làm cách nào để gửi. Và không có viết ra nữa. Và sau cùng khi mở ra thì chúng tôi nhận được là cái câu chuyện được thu âm, tức là kể lại. Và sau đó chúng tôi phải viết lại, rồi đánh máy ra thì mới có câu chuyện đọc ở dưới đây. Như vậy thì cái người gửi này là một cô gái ở Hàn Quốc mà tôi không biết rõ tên thì cái câu chuyện như thế nào bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi trong phần ghi âm thì à, chị này chỉ xưng là mình kể chuyện chỉ xưng là mình thí dụ như à, năm mấy đó vợ chồng của anh trai mình nha thì Việt Thảo xin sửa lại là tôi. dạ Để cho dễ kể, chỉ có vậy thôi. Và bây giờ mời quý vị và các bạn bắt đầu vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 324 với tựa đề là Linh hồn chị dâu của một cô gái ở Hàn Quốc. Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Năm 1995. Vợ của anh trai thứ năm của tôi là chị Mai. Chỉ là chị dâu của tôi chỉ đang có thai 6 tháng và chỉ có 3 đứa con. Một đứa là 8 tuổi, một đứa 4 tuổi và một đứa 2 tuổi. Gia đình anh trai tôi lúc đó nghèo lắm. Hồi xưa lúc năm 1995 thì ai cũng nghèo hai vợ chồng anh trai tôi thì ban ngày đi làm lọ gạch rồi có thằng đó làm chung cũng ở xóm thôi nó tên là thằng dũng thằng dũng này có một người anh nữa tên là trung mà anh năm của tôi cũng tên là trung luôn lúc đó thì nhà thằng dũng này nó cũng nghèo mà ngày nào nó cũng vô nhà anh trai tôi nhậu hết nhậu hoài luôn cho nên chị dâu tôi rất là khó chịu phải nói phụ nữ mà hay cằn nhằn lắm chỉ cằn nhằn riết rồi nó ghét phải nói chị dâu tôi thì cái tật hay nói cằn nhằn là chỉ có cái miệng vậy thôi chứ cái bụng thì tốt lắm nói gì thì nói nhà nghèo đông con với lại chỉ đang mang bầu nữa mà cứ rủ chồng người ta nhậu hoài cằn nhằn là phải rồi. Mà hễ chỉ cằn nhằn hoài thì thằng Dũng nó để bụng nó ghét. Thằng Dũng này lúc nào nó cũng nói là nó bao nhậu hết. Nói thì nói vậy, nhưng mà tới tuần lãnh lương thì nó lại trừ tiền lương của anh tôi. Cho nên đem về thì không có bao nhiêu tiền hết. Chị dâu tôi bực mình. Cứ hay nói với anh tôi là không có cho anh đi nhậu với thằng Dũng đó nữa. Rồi có một hôm thằng Dũng nó muốn nhậu. Có lẽ nó thấy chị tôi, chị dâu tôi hay cằn nhằn. Cho nên nó không vô rủ nữa. Mà nó nhờ anh nó là Trung. Rủ anh tôi nhậu. Lúc đó thằng Trung vô nhà anh trai tôi, chở anh tôi đi. Thì anh tôi mới nói dối với chị dâu của tôi là anh đi ra ngoài đây một chút đi ăn cháo thì anh chỉ nói vậy thôi chứ không có nói là đi nhậu. Sau đó thì thằng Trung chở anh tôi đi lên cái quán gần nhà, rất là gần thôi, ở chợ Cây Keo, còn gọi là chợ Tân Thạnh bây giờ. Nơi đó có cái quán cháo dịch, rồi ba người ngồi ăn với nhậu ở đó, là trong đó có thằng Trung, thằng Dũng và anh tôi. Nói về chị dâu tôi có một cái bà mẹ ruột, Lúc trước thì bác ấy đi biển. Thời gian đó tự nhiên biển động nên bác ấy về. Rồi ở cùng với vợ chồng của anh chị năm tôi. Thì ở đó bà không có làm gì hết. Bà mới đi buôn bán. Bà làm bánh, làm chuối bà bán. Bà bán chè chuối nữa. Rồi cái hôm thằng Trung qua nhà rủ nhậu đó. Thì chị dâu tôi định đi kiếm để kêu anh tôi về. Nhưng mà chị dâu tôi cũng không có nói là đi kiếm anh trai tôi. Mà lại nói trại đi. Chỉ nói với cái bác. Nói với mẹ của chị đó. Chị kêu là dú Chị nói dú ơi. Con đi mua bắp nha dú Con thèm bắp quá. Tại vì hồi đó kêu bằng dú chứ không có. Chị không có kêu bằng mẹ. Mặc dầu là mẹ ruột của mình. Cũng như không có kêu bằng má. Thì lúc đó bác gái mới nghĩ là chắc con mình có bầu nên thèm bắp. Thì thôi cứ để nó đi mua. Nhưng, nhà, nhưng mà chị dâu thì chỉ không có đi mua bắp. Mà chỉ chạy thẳng lên cái chỗ quán đó luôn. Chị chạy thẳng lên chợ cây keo có quán cháo dịch mà ba người đang ngồi nhậu đó. Tại vì chị biết cái chỗ nhậu. Cây chỉ biết cái chỗ bán cháo dịch đó thì không biết khi chị đó chỉ lên chỉ nói cái gì. Nhưng mà sau này thì nghe cái người chủ quán kể lại là chị làm dữ lắm. Rồi chị kêu anh trai tôi về. Nhưng anh trai tôi không có chịu về, nói với chị là em đi về trước đi, một chút nữa anh về. Rồi hai người nói qua nói lại gì đó. Xong một lúc đó thì chị dâu tôi mới bỏ đi về trước, nhưng thật sự chị không có chạy thẳng về nhà mà vẫn đứng nán ở đó để đợi đợi chồng chỉ về luôn. Thì chỉ lúc đó thấy thằng Dũng nó đập một cái ly. Nó đập làm sao nó mà văng cái miệng lên đầu anh của tôi, nhưng mà thật sự cũng bị nhẹ thôi chứ không có nặng lắm. Rồi anh trai tôi đứng dậy bỏ đi về. Thì lúc đó thằng Trung nó đòi chở anh của tôi về. Anh tôi cũng đồng ý. Thì khi hai người về gần tới nhà thì có lẽ sỉnh quá mà bị té. thì lúc đó thằng Dũng nó đang dí theo chị dâu tôi nhưng không hiểu sao giữa chừng thì nó quay lại. thằng Dũng đi tới chỗ anh tôi và thằng Trung bị té. nó kêu thằng Trung anh nó đi về đi để nó chở anh tôi về. thì thằng Trung cũng nghe lời nó về nhà. còn anh tôi và thằng Dũng thì đứng đó nói chuyện qua lại anh trai tôi nói là tại sao mày đập cái ly, mày đập cái ly miệng nó văng trúng đầu tao mày có thấy không? Nhưng mà không ngờ thằng Dũng nó có đem theo một con dao Thái Lan, nó để ở dưới yên xe đạp. Thì lúc đó nó mới nói là tao đâm thấy mẹ mày luôn chứ không phải là tao đập cái ly lên đầu mày không đâu. Nói xong nó rút con dao ra nó đâm anh trai tôi. Thì nó cầm nó đâm từ trên đỉnh đầu xuống nhưng do cái đầu cứng quá nên nó chỉ bị xước chảy máu mà thôi. Lúc đó thì chị dâu tôi đã về nhưng mà không an tâm nên bà mới quay lại. Khi chị dâu tôi quay lại thì thấy vậy nên mới chạy vô can. Thì lúc đó anh trai tôi cũng đã xỉn rồi. Rồi anh bị đau quá anh chỉ biết chạy thôi. Thì anh chạy về hướng lò gạch với cái ý định là kêu cứu. Tại vì anh út của tôi làm ở trong lò gạch. Lò gạch đó tên là Hai Thời. Thì lúc đó anh nút của tôi đang giữ cái lò gạch đó nên tối ngủ lại trong lò gạch luôn. Cho nên anh trai tôi mới có ý định là tới đó nhờ anh út của tôi lại can. Mà cái lò gạch đó tối đóng cửa, anh trai tôi leo lên không được, phải nói anh leo lên mà cứ tuột xuống hoài. Còn nói về phần chị dâu tôi ở đây nói chuyện qua lại với thằng Dũng, hai người đang đấu khẩu với nhau. Thì lúc đó có một người ở xóm tôi tên là bé xanh, nó ở sát nhà. Nó mới vừa chạy ngang thì lúc đó cũng khoảng 8 giờ tối, mà trời thì cũng mưa nhiều, cho nên nó mới đi chơi về thôi. Thì lúc đó chị dâu của tôi mới kêu nói nó, bé xanh ơi, về nói với ông bà Năm ra coi nè, thằng Dũng nó đâm anh Trung chảy máu, rồi anh chạy đi đâu rồi. Nghe chị dâu tôi nói như vậy, thì thằng Dũng nó mới La con bé xanh liền Nó hét rồi nó nói bé xanh Mày mà về mày nói ông bà Năm Là tao đâm mày chết luôn Nghe hù như vậy Con bé xanh sợ quá nó về Nó không dám nói gì hết Nó lặng lẽ nó ngủ luôn Nó không hề dám hở môi Cho nên không ai biết gì hết Bây giờ còn ở lại đây Thì chị dâu tôi với thằng Dũng Nói qua nói lại Thì thằng Dũng nó mới chụp Cổ họng của chị dâu tôi và nó đâm từ cái cổ họng đi xuống mà không phải nó đâm như vậy không đâu mà nó còn khuấy ở trong nữa nó đâm cái bụng gần chấn thủy nó cũng khuấy như vậy rồi nó đâm thêm chỗ cái bụng đái một cái nữa những điều này khi mà khám tử thi thì bác sĩ cho biết như vậy lúc đó thì chị dâu tôi té xuống thằng dũng sau khi nó đâm rồi nó leo lên xe nó về nó bình tĩnh giống như là nó không hề biết là mình vừa gây ra án mạng vậy. Nó chạy xe đạp về bình thường y như không có chuyện gì xảy ra. Nó về bên ấp 2, gần tới nhà nó. Nó còn gặp anh Út bên Xu Gia, bên em vợ của anh hai tôi. Nó còn chào hỏi đàng hoàng. Rồi về tới nhà, nó leo lên giường, nó ngủ luôn. Ở đây anh trai tôi bị đâm nên quảng quá. May là được người ta đưa đi bệnh viện, may mười mấy mũi ở trên đầu. Còn phần chị dâu thì bị té xuống, lúc đó mưa tầm tã luôn. Chị dâu tôi cố gượng ngồi dậy để chạy lại nhà của chủ lọ gạch, chỗ chị làm để cầu cứu. Lúc cãi nhau thì lúc đó trời tối rồi, nhà nào cũng tắt đèn để ngủ hết cũng không có đèn điện ở ngoài đường luôn. Thì người ta loán thoáng nghe tiếng cãi nhau nghĩ là vợ chồng gây lộn ngoài đường thôi. Cho nên người ta không có hề ra cũng như không có can dự vào. Tới khi mà nghe chị dâu tôi nói anh ơi chết em rồi thì lúc đó người ta mới chạy ra. Thì khi đó chị dâu tôi đã nằm trên dũng máu rồi. Người ta mới chạy đi báo cho ba má tôi biết. Lúc đó thì tôi mới có 14 tuổi thôi. Hôm đó thì tôi qua nhà nhỏ bạn sát ở bên nhà chơi. Khi tôi về tới nhà thì tôi hỏi ba tôi, ba ơi má đâu rồi? Thì ba tôi nói là, chị dâu mày á, chị Mai á, bị người ta đâm chết rồi ở ngoài đường kìa, còn đâm ở ngoài đường á. Lúc đó thì tôi không có tin, bởi vì lúc đó tôi còn nhỏ, với lại tôi vừa mới gặp chị hồi chiều mà làm sao như vậy được, không thể tin được lúc đó ba tôi mới hối mày đi ra ngoài coi đi người ta ra ngoài đông lắm luôn lúc đó thì tôi cũng chỉ biết dạ rồi tôi một mình tôi đi ra khi đi ra tới nơi thì tôi nghe người ta kể lại người ta vô nhà người ta báo cho ba tôi người ta nói ông bà năm ơi chị mai bị người ta đâm rồi lúc mà má tôi với bác gái chạy ra thì cũng kịp đỡ chỉ dâu tôi lên Lúc đó thì chị dâu tôi đã chạy đến dũng sình lớn, thật là lớn, nhưng mà không chạy nổi nữa nên gục đầu ở đó. Tôi nghe người ta kể lại như vậy. Mặc dù là chị không ngóc lên được, nhưng cũng không có ai dám lại đỡ chị lên. Tại vì người ta sợ, người ta không dám đỡ vô, lỡ có chuyện gì bị mang họa. Lúc đó thì ở đó nó có nguyên một dũng máu lớn luôn. Khi mà Má của chị đỡ chị lên được Thì chị nói vỏn vẹn có một câu "Vú ơi, thằng Dũng nó đâm con Rồi chị chỉ ba chỗ ở cổ chị Ở chấn thủy và ở chỗ bụng đái Tất cả đang còn tuôn máu lên láng Tạo thành một dũng máu lớn ở đó Lúc đó tôi ra tới Thì chị đã được đắp chiếu rồi khi dở chiếu ra thì mặt chị không còn giọt máu. Tôi cũng không dám nhìn lâu. Giờ kể lại, tôi còn thấy nổi da gà. Mặc dù chuyện đó cũng đã qua mấy chục năm rồi. Lúc sự việc xảy ra đó thì ở dưới Biên Hòa cũng có một vụ án. Cho nên có gọi mà công an chưa thể lên giải quyết được và mọi người vẫn để xác chị dâu tôi ở đó cho tới khoảng 11 12 giờ đêm thì xác chị mới được đem về nhà. Sáng hôm sau thì dì ruột của chị cùng với con của dì lên. Rồi dì của chị có kể lại là khoảng 11 giờ đêm. Lúc mà hai mẹ con đang ngủ thì có nhìn thấy chị thấy chị mặc bộ đồ đó cũng cài cái tóc đó bận quần áo đó, mang có đôi dép đó mà trên người chị toàn là máu me không à. Chị đứng ở trước nhà và còn nói, dì ơi, con bị người ta đâm chết con rồi, dì mau lên nhà con đi. Và con của dì cũng nói y chang như vậy, tức là cả hai người đều thấy hết vào cái thời điểm đó. Thì sáng hôm đó lên thì nhìn thấy hình dáng của chị dâu tôi y chang như là trong giấc mơ của hai mẹ con gì thấy luôn. Rồi sau ngày đám tang của chị dâu tôi xong, cứ mỗi đêm khoảng 9 giờ thì chị về đứng ngay chỗ cửa sổ. Có khi chị về sớm hơn, khoảng 6 giờ thì chị đã về rồi. Chị về để thăm lại con của chị. Ba đứa con của chị đang ngủ đứa 8 tuổi, đứa 4 tuổi và đứa 2 tuổi. Lúc đó thì cặp mắt của chúng nó thì đang nhắm ngủ. Mà lúc thức dậy thì cứ nói mẹ về, mẹ về. Rồi ba đứa nó giỡn với nhau. Mà đêm nào cũng vậy. Chị về, đứng ở cửa sổ chị nói. Anh ơi, em về nè. Mà khoảng 9 giờ thì cả nhà đều đã buồn ngủ và đi ngủ hết rồi trước đó thì ở trong nhà cũng có nuôi vịt nhưng mà sau ngày chị mất thì đã dẹp vịt hết rồi không có nuôi nữa vậy mà vẫn nghe có tiếng vịt ở ngoài sau nhà rồi thì má chị cùng với chồng chị và mấy đứa con sợ quá nên mới dẹp bỏ cái căn nhà lá đang ở và xây một cái căn nhà lá khác kế bên nhưng mà tình trạng đó vẫn diễn ra cứ 9 giờ là cả nhà buồn ngủ Rồi chị về Chị ẩm con chị Chị nói Anh ơi em sanh rồi Em sanh con gái Anh ơi con anh nè Rồi chị cho mẹ của chị gặp Chị đứng ngay cửa sổ chị nói Vú ơi con xin lỗi vú Trước đây con đã hổn hay trả lời với vú Vú tha lỗi cho con nha Và cứ thế đêm nào chị cũng về đến nỗi cái căn nhà lá đó phải dẹp ba lần luôn mà vẫn không hết rồi anh trai tôi và ba đứa con của anh phải dọn qua bên nhà má của tôi ở còn bác gái là mẹ của chị phải dọn qua bên nhà của một người anh thứ ba để ngủ còn ở trong xóm vào buổi tối thì mấy người thanh niên không ai dám ra đường hết tại vì ra đường là gặp cứ thấy chỉ đi qua đi lại ngay cái chỗ đó. Còn cái con bé xanh là cái con nhỏ mà lúc chị thằng và thằng Dũng cãi qua cãi lại. Rồi chỉ nhờ nó về kêu. Mà nó về nó sợ quá bị thằng Dũng hâm đó. Nó ninh thịnh không dám nói luôn. Nó đi ngủ. Thì sau khi chị mất chừng mấy ngày sau hay chỉ khoảng một tuần lễ sau thôi, thì nó thấy chị dâu của tôi về, cứ bóp cổ nó và hỏi, Tại sao? Tại sao kêu mày về nói ông bà Năm? Nếu mà mày nói với ông bà Năm thì tao đâu có chết như vậy đâu. Tao bóp cổ mày, tao giết mày. Cứ mấy đêm liền, đêm nào cũng như vậy, nên bé xanh nó sợ. Nên nó mua trái cây về, gian giái xin lỗi với chị. Rồi một thời gian sau, thì bé xanh cũng không còn thấy chị nữa. Gần một năm sau, thì ba má của tôi bệnh, nên phải bán một miếng đất cho người ta. Người mua đây là một người Bắc, người ta về đây mua đất để mà cất nhà. Thì chị đó tên là Tiến, và chị thì không biết gì về cái vụ án của chị dâu tôi hết rồi chị dâu của tôi nhập vào chị tiến đó. Sau khi nhập vào thì chị tiến đó chỉ khóc như mưa. Rồi người này người kia mới hỏi ai vậy ai vậy, thì chị tiến mới nói là về thăm chồng, về thăm chồng, về thăm con mà tìm hoài không thấy. thì có một cái cô đó, cổ là người chuyên ăn chay, cổ cũng có căn tu, thì khi cổ nhìn cổ biết là có người nhập nên mới hỏi Cô là ai? Cô là ai mà nhập vô người này phải giới thiệu đàng hoàng? Thì chị Tiến đó mới trả lời Con tên Mai, con là dâu của bà Năm Lúc đó thì chị Tiến nó nói nhiều lắm Có nói cả tên của anh trai tôi nữa Nhưng mà chuyện xảy ra sau nữa thì tôi không nhớ rõ Sau khi mà chị dâu tôi mất khoảng 2 tháng Thì tòa tuyên án là thằng Dũng đó nó bị đi tù 20 năm. Rồi đền bù cho gia đình của tôi là 6 triệu 9 tiền mai táng. Và tòa án nói là ở bên phía thằng Dũng sẽ lo tiền phụ cấp để nuôi ba đứa cháu của tôi cho tới 18 tuổi. Nhưng mà nhà có gì thì sẽ cho cái đó chứ người ta không có đòi hỏi là một tháng phải cho bao nhiêu. Nhưng mà bên gia đình thằng Dũng không chịu, nói chẳng thà là cho công an ăn chứ không cho gia đình tôi. Lúc đó thì anh hai thời chủ lò gạch, chỗ chị làm lúc trước, có kêu gia đình thằng Dũng qua đem gạch về để xây mã cho chị dâu của tôi. Nhưng mà nó không đem xây mã cho chị dâu tôi mà nó đem gạch đó về xây hàng rào cho nhà nó thằng dũng ở tù đâu được vài tháng hay cả năm gì đó thì ở trên trại giam người ta báo về nói là nó bị bệnh nên chết ở trong tù rồi nhưng mà người ta chỉ báo vậy thôi chỉ cho biết là chết vậy thôi chứ người ta không có cho đem xác về tới bây giờ thì cũng vẫn chưa cho đem xác về nữa cũng không hiểu lý do tại sao rồi khoảng mười mấy năm sau Lúc đó là vào năm 2006. Anh trai tôi đi làm lò gạch thì có quen với một chị. Anh định dẫn chị về để mà ra mắt với gia đình. Tại vì anh nghĩ vợ anh chết cũng đã lâu rồi nên giờ anh tìm một người để hữu hỷ. Thế rồi anh tôi dẫn chị đó về để mà ra mắt. Nói chung thì gia đình ai cũng chịu hết. Tại vì ảnh cũng đã ở dậy 11-12 năm nuôi con rồi, giờ thì con cũng đã lớn nên gia đình đều đồng ý. Rồi tự nhiên từ cái ngày mà ra mắt gia đình đó thì ảnh bắt đầu đổ bệnh. Ảnh đang đi làm tự nhiên ảnh xỉu. Khi người ta chở xuống bệnh viện thì bác sĩ nói là ảnh bị thiếu máu nặng cho nên ảnh phải vô nước biển mà cũng phải vô máu nữa. Thì lúc đó anh nằm bệnh viện khoảng tuần. Xong rồi khi người ta cho về thì phải nói là cái cơ thể của anh bị suy kiệt nên phải nghỉ ngơi nhiều và cũng không có được đi làm sớm. Nhưng mà sau khi ảnh về thì ảnh sợ là má của tôi cực khổ, phải đi buôn bán để nuôi cháu, rồi giờ phải nuôi thêm ảnh nữa cho nên ảnh cũng ráng đi làm. Phải nói anh tôi hiền lắm. Khi ảnh đi làm đâu được một tuần thì ảnh lại bị ngất xỉu nữa. Lần này người ta cũng đưa đi bệnh viện và cũng được cho biết là thiếu máu rồi cũng vô nước biển vô máu cho ảnh. Nhưng mà lần này xuất viện thì ảnh không muốn đi làm nữa. Từ đó trở về sau này ảnh chỉ muốn ăn nhậu mà thôi. Còn cái chị bạn gái mà ảnh thương ảnh dắt về để ra mắt gia đình đó lúc đó thì thấy anh không có đi làm chỉ ở nhà rồi chỉ biết ăn nhậu cho nên chị cũng bất mãn chị cảm thấy là anh trai tôi không thể chăm sóc cho chị được cho nên chị đã đi quen người khác rồi bỏ anh trai tôi luôn anh trai tôi thấy vậy thì thôi không có năn nỉ chị gì hết rồi anh cũng tiếp tục chỉ biết ăn nhậu ai rủ thì anh cũng nhậu cho dù có bị ai chửi Thì anh tôi không có trả lời lại câu nào hết Chỉ cười hề hề rồi xong Nhất là ba tôi Ba tôi thấy má tôi buôn bán cực khổ tự đồng Để mà nuôi cháu Còn ảnh thì không chịu đi làm cứ nhậu hoài Nên ba tôi cứ chửi má tôi hoài Ba nói Bà già rồi Bà cứ lo buôn bán kiếm tự đồng nuôi cháu Còn nó làm ba của mấy đứa nhỏ mà nó không có chịu lo làm. Tối ngày chỉ biết nhậu không Rồi, rồi còn phải đem cơm cho nó nữa. Vậy đó. Mỗi lần ảnh đi nhậu thì ba tôi lại la má tôi. Mà má tôi thì không thể bỏ con bỏ cháu được. Cứ nuôi, nuôi con, nuôi cháu cho tới lớn. Khi mà con của anh tôi tới khoảng 16-17 tuổi thì nó không ở nhà má tôi nữa. Tại vì nó sợ khi ở nhà má tôi thì nó đi chơi không được. Cho nên nó về nó ở nhà của nó. Lúc đó thì ở xã có cấp cho một cái nhà tình thương. Cái nhà thật sự nó nhỏ nhỏ thôi. Nhà tình thương hồi xưa thì nó không có như bây giờ. Lúc đó xây cái nhà tình thương khoảng 5 triệu hay 10 triệu gì thôi. Vậy là nó về đó nó ở. Để mà khi nó đi chơi thì không ai la mắng nó. Còn anh tôi thì ngày nào cũng nhậu, không ăn uống gì hết. Vào ngày 27 tháng 8 là đám dỗ của chị dâu tôi. Chiều đó anh nhậu, vẫn đi nhậu bình thường, mà anh nhậu cho tới khuya. Rồi ba tôi mới chửi má tôi quá trời. Ba tôi nói, không có lo cho nó nữa Để nó tự làm tự sống đi Cứ lo cho nó hoài thì nó ỉ Nó đi nhậu hoài Ba tôi chửi quá má tôi cũng tức Sáng hôm sau má tôi đi chợ sớm Rồi đi qua bên nhà của anh Nhưng mà không nghĩ là anh bị trúng gió Lúc đó thì anh tôi đã cứng người rồi Chỉ có cái đầu hoạt động được thôi Chứ tay chân đã cứng hết Mà má tôi không biết Má tôi qua bên nhà ảnh mới nói là Trung ơi, mày dậy chưa? Tại sao cứ nhậu hoài vậy? Con cái thì không lo mà lo nhậu hoài. Vậy coi được không? Lo vậy mà làm. Không có nhậu nhẹt nữa. Bỏ nhậu đi. Má tôi nói như vậy. Cảnh ngóc cái đầu lên nhìn má tôi. Nhưng mà không nói được tiếng nào. Má tôi lúc đó nghĩ chắc anh ta nhậu xỉn rồi. Từ hồi tối cho nên sáng ra muốn ngủ nướng vậy thôi. Cho nên má chỉ thấy là ảnh nhìn má. Tại vì lúc đó má tôi đứng ở ngoài sân nói chuyện chứ má không có vô nhà. Má nói xong rồi thì má đi chợ. Tới chừng khoảng 8-9 giờ thì bạn nhậu của anh tôi mới tới nhà của ảnh. Khi tới nhà thì phát hiện ra anh của tôi đã cứng người rồi nên anh đó mới hô lên cho mọi người biết rồi người chị dâu thứ tư của tôi qua cạo gió cho ảnh cạo xong rồi ảnh thở cái khì xong là sau đó ảnh đi luôn còn cái người tên trung anh của thằng dũng không biết là có liên quan gì tới vụ án đó hay không mà hôm đó thằng trung đó chở thêm hai người bạn nữa đi nhậu thì tự động chạy xe đâm vô cột đèn chết mà không biết là có liên quan hay không hay là do chị dâu của tôi về kéo đi thì tôi không rõ nhưng mà những người ở trong xóm tôi thì nói là anh của tôi và anh trung anh của thằng dũng là do chị dâu của tôi về dẫn đi trước khi anh trai tôi mất thì con gái lớn của ảnh có chồng Chồng nó và nó bằng tuổi với nhau, lúc đó thì tụi nó 20 tuổi. Một tuần trước khi anh trai tôi mất thì chồng của nó cũng đi nhậu, rồi bị trúng gió chết. Thì sang tuần sau là tới anh trai tôi mất. Và cái căn nhà tình thương đó thì không ai dám ở hết, bỏ quan mấy năm trời. Đến nỗi tối tối là không ai dám đi ngang cái nhà đó luôn. Người ta ở ngoài nhìn vô người ta nói là ở trong nhà đó có mấy người đang ở trong. Rồi sau này tôi vì chuyện gia đình, tôi về ở đó. Gia đình chồng tôi ở Bình Dương nhưng vì chuyện riêng nên tôi không ở bên chồng nữa. Tôi về xin dọn dẹp căn nhà đó để mà tá túc. Lúc tôi về thì tôi định ở nhà ba má của tôi. Nhưng mà khi về nhà ba má tôi thấy anh trai ở với má rồi còn có chị dâu nữa. Tôi thì cũng không muốn đụng chạm nên đã xin ba má ruột ba má ruột của tôi cho tôi qua bên nhà đó dọn dẹp để tôi ở. Khi mà dọn dẹp xong rồi tôi cũng có mua trái cây rồi thắp nhang nói là anh chị ơi em đang gặp khó khăn. Anh chị thương em thì anh chị cho em ở nhờ tá túc. Đừng có cho em gặp nha rồi em dọn dẹp sạch sẽ cho ấm nhà ấm cửa, chứ mà bỏ quan vậy không ai dám đi ngang hết. Anh chị đừng có cho em thấy nha, em sợ. Tôi cũng có gian giái vậy, và lúc ở thì tôi cũng không có gặp gì hết. Nhưng mà, cháu trai tôi là con giữa của anh tôi. Khi nó về nó ngủ lại thì, lúc nó ngủ nó bật ngồi dậy, nó nhìn ra cửa sổ, nó nói Ba Ba về thăm con hả Thôi ba đi tìm mẹ đi Ba lo cho mẹ đi Ba đừng có lên đây nữa Lên đây rồi lỡ cô Mười thấy cô Mười không dám ở nữa thì mất công Thôi ba đừng có về nữa nha ba đi đi Cho con ngủ đi Sáng con còn đi làm nữa Mà lúc đó thì Nó ngồi dậy thì nó bật dậy như cái lò xo Nó nói chuyện xong rồi Nó nằm thẳng xuống Chứ nó không có phải là ngồi dậy hay nằm xuống từ từ như người ta. Mà lúc đó thì nó nằm ở cái ghế bố, còn tôi thì nằm trên bộ đi văn. Còn cô mười, nó nói đó chính là tôi, anh tôi thứ năm, còn tôi là thứ mười. Lúc đó thì tôi thấy tôi cũng sợ, tôi nổi hết cả da gà. Mặc dù tôi không thấy gì hết, rồi có lúc nó bật dậy nó nói mẹ con nói mẹ rồi mẹ với ba đừng có về về cô mười gặp cô mười sợ lắm ba với mẹ đi đi đừng có về nữa để cho con ngủ nó nói rồi nó lấy cái tay nó đấm vô ngực nó bình bịch tôi thấy vậy mới nói tí con làm gì mà con quánh con vậy đừng có làm vậy có điều nó không phải đánh một cách bình thường mà nó giống như là con cọp vậy nó bấu rồi nó đánh vô ngực nó bóp bóp, tôi mới cản nó lại. Thì thực sự lúc đó tôi không biết là ảnh với Thực sự lúc đó tôi không biết là ảnh có về thiệt hay không. Rồi tôi mới thấp nhang, tôi mới dái. Anh chị ơi, em không biết là anh chị có về không, em không có thấy. Nhưng mà thôi, anh chị đừng có về nữa, để cho nó ngủ đi đặng sáng mai nó còn đi làm nữa, còn em thì anh chị đừng cho em thấy em sợ lắm. Thấp nhang xong thì hết, rồi lúc đó thằng tí nó mới ngủ lại được. Sáng thức dậy thì nó đi làm. Thật ra thì nó cũng ít có về, tại vì nó làm tài xế thường thì nó ở lại chỗ làm đây ngủ không à. Rồi tôi cũng có nghe kể lại là trước khi tôi về ở thì trong nhà có một bộ đi văn anh tôi đã mất ở ngay trên bộ đi văn đó và khi tôi về thì tôi ngủ ngay trên bộ đi văn chỗ anh tôi mất luôn và tôi cũng có nghe nói là con gái của người anh thứ tư của tôi nó có bạn trai rồi hai đứa dẫn vô nhà đó ngồi ngay trên bộ đi văn đó nói chuyện thì tối hôm đó trong khi hai đứa nó đang ngồi nói chuyện thì cái bộ đi văn đó nâng hai đứa lên khỏi mặt đất luôn hai đứa sợ quá nắm tay nhau chạy mất tiêu luôn rồi có khi thằng tý nó dẫn bạn nó về nhà đó ngủ thằng bạn nó thì không biết gì về vụ án này hết sau khi nhậu chung rồi ngủ lại tối đó nó đi toilet nó vẫn mở đèn sáng bình thường từ trong toilet bước ra thì nó thấy một người đàn ông lùng lùng. Rồi nó thấy luôn cả người phụ nữ tóc ngang. Nói chung là hai người này khi nó tả lại thì giống như là gián dấp của anh chị tôi. Hai người đó đứng cản nó và nói Ai cho mày vô đây? Ai cho mày vô nhà tao ngủ? Mày vô mày rủ con tao nhậu. Nhậu rồi nó làm tài xế nó xỉn, nó té rồi sao? Mày đi về đi. Sao không cho mày vô nhà tao nữa. Sau khi nói xong thì chị dâu tôi mới lấy cái chén chọi vô mặt nó. Nhưng mà nó né được nên cái chén trúng vô vách tường. Nó sợ quá nên nó chạy sẵn luôn. Rồi nó chạy qua bên nhà người anh thứ tư của tôi. Nó gặp cháu tôi nó nói. Tèo ơi tèo tao sợ quá. Tao ngủ bên nhà thằng Tí á. Tao thấy có cái ông lùng lùng rồi có cái bà đó tóc ngang mình mẩy thì máu me không đứng đó đuổi tao đi không cho tao ngủ ở đó còn lấy cái chén chọi tao nữa lúc đó thì thằng tèo con anh tư tôi nó biết rồi nên nó mới nói thôi thôi vô nhà ngủ đi sáng rồi tính thế là nó theo thằng tèo vô nhà ngủ sáng hôm sau khi đi qua nhà kia thì nó vẫn thấy có cái chén bể ngay cái góc nhà giống như là cái thằng đó diễn tả hồi tối mà bị nó chọi vậy, bị chọi vậy. Cho tới bây giờ thì không còn nghe nữa. Chỉ có thời gian đó thôi. Lúc tôi ở thì cũng có giái gian nên là không có chuyện gì hết. Rồi tôi cũng có sửa sang ngôi nhà đó lại. Cũng có thời gian tôi quay về Bình Dương ở cũng khoảng hơn một năm. Rồi cuối cùng tôi cũng về đây ở lại. Ba má tôi có cho tôi miếng đất còn căn nhà đó thì tôi trả lại cho thằng Tý. Còn thằng Úc của anh tôi thì nó cũng hiền lắm. Nó hiền như ba nó vậy. Năm nó 23 tuổi thì trong lúc đi làm hồ về thì không may nó gặp tai nạn. Xe tải cán ngang người nó nên nó chết tại chỗ. Cho nên gia đình của anh tôi chỉ còn có đứa con gái lớn. Nó sinh năm 1988. Rồi thằng Tý thì sinh năm 1990. Cái nhà đó thì hai vợ chồng thằng Tý ở. Còn tôi thì cất nhà trên miếng đất ba má tôi cho. Tới nay thì không biết anh chị đã đầu thai chưa. Tôi cũng không còn nghe chuyện gì về anh chị ấy nữa. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn chú Việt Thảo đã đọc và mọi người đã lắng nghe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện linh hồn chỉ dâu của một cô gái ở hàn quốc đã kể lại cho chúng ta nghe một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và giới thiệu cho mọi người cùng nghe chúc quý vị một đêm ngủ ngon và hẹn gặp lại trong những chuyện bên lề kế tiếp thank you and i love you